Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật đáng yêu và thông minh, con sóc. Con sóc không chỉ là một loài động vật sống trong tự nhiên mà còn là một người bạn thông minh và linh hoạt trong việc tìm kiếm thức ăn và xây dựng tổ ấm. Hãy cùng nhau tìm hiểu về con sóc và những điều đặc biệt về loài này. Con sóc có hình dáng nhỏ nhắn, với cơ thể thon gọn và đuôi dài. Chúng có lớp lông mịn và màu sắc thường là màu nâu hoặc xám, giúp chúng trở nên khó nhận biết trong môi trường tự nhiên. Mắt của sóc được đặt ở ngang tầm đầu cho phép chúng có thể nhìn thấy những thứ đằng sau lưng. Trên thế giới có tất cả 285 loài sóc, gồm hai phân họ là sóc chạy và sóc bay. Chúng sinh sống ở khắp các lục địa, ngoại trừ Nam Cực và Úc. Con sóc thường sống ở các khu vực rừng nhiệt đới, rừng cây lá và cây bụi, nơi có nhiều cây để leo trèo và tìm kiếm thức ăn. Bàn chân trước của sóc có 4 ngón với móng sắc nhọn giúp chúng bám vào vỏ cây khi leo trèo. Chân sau của nó cũng có 5 ngón giống như con người. Chân sau của loài sóc có các khớp mềm dẻo rất linh hoạt. Do đó chúng có thể chạy lên, chạy xuống cây rất nhanh. Giống như những loài gặm nhấm khác, 4 răng trước của loài sóc không bao giờ ngừng phát triển khiến cho chúng phải liên tục gặm nhấm. Sóc là loài động vật ăn trái cây, hạt và các loại thực vật khác. Sóc có thể ăn lượng thức ăn khoảng 0,7 kg mỗi tuần. Trọng lượng này tương đương trọng lượng cơ thể chúng. Hành vi tiêu biểu nhất của sóc là tích trữ các loại hạt và quả sồi cho mùa đông. Đây thực sự là điều cần thiết vì loài sóc không ngủ đông. Con sóc thường sống ở tầng cây và thường leo trèo trên các cành cây để tìm kiếm thức ăn và tránh sự săn bắt của các loài thú săn mồi. Sóc đã được chứng minh là có thể chạy với vận tốc lên đến 32 km một giờ. Tuy nhiên, hầu hết các con sóc nhìn chung là chỉ chạy được với vận tốc 16 km một giờ. Sóc là loài động vật cực kỳ vật thông minh và có thể học được cách di chuyển qua rất nhiều trở ngại để tìm ra con đường ngắn nhất dẫn tới nơi có thức ăn. Chúng cũng khá giỏi trong việc tìm những lối đi tắt. Loài sóc bay, mặc dù không thể bay nhưng có khả năng nhảy xa. Khi nhảy, chúng có thể vươn cánh tứ chi và nhảy xa 45 mét. Khi nhảy lên hoặc nhảy xuống, sóc sử dụng cái đuôi của chúng vừa để giữ thăng bằng vừa để làm cái dù. Đôi chân của sóc bay có vai trò như một tấm nệm khi nó hạ cánh. Khi sóc bay hạ cánh ở trên cây, nó sẽ leo lên thật cao để chuẩn bị cho cú nhảy tiếp theo. Tình trạng bảo tồn của các loài sóc đang gặp nguy cơ do mất môi trường sống tự nhiên và sự suy giảm của nguồn thức ăn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con sóc, một loài động vật nhỏ nhắn và thông minh trong môi trường tự nhiên. Hy vọng rằng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới tự nhiên xung quanh. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.